khoảng 300 gram luôn cô. Rồi 300 gram luôn. 300 gram à, luôn. Ok đó. Luôn. Đó. Đó. Rồi. Ok. Rồi đó. Quá rồi. Rồi xuống luôn. Sao mà cái rìu nó lại bị chìm rồi đây, khoảng 200-300 gram rìu này cả nhà, quá trời luôn. Kỷ lục cho cô, kỷ lục quán cho cô. Trời ơi. Bên đây hồn đâu rồi? Quá nói đâu á, thế động đi ra vậy? Tại vì cuối năm cũng có nhiều chương trình khuyến mãi quá. Nhiều ghê ha. Tính vào 15% này nọ. Tính vào để tìm hiểu một số chương trình mà nhiều quá lọc qua cho nên cũng hơi đen. Có chương trình màu đen hấp dẫn quá. Dạ, nên hơi nhức đầu. Dạ, nên giờ phải kiếm một món gì đó ăn để cho tinh thần nó riu riu lại. Xong rồi giờ mình hỏi mấy bạn nhân viên là mình tới với di động điện máy xanh luôn. Hỏi Uyên với Tuyền nữa đó, đó. Giỡn cả nhà thôi. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Fanny Hùng đây. Lần trước bọn Sư Lộc đã có ăn quán ở đây rồi. À, nhưng mà bún riêu yến luôn. Lần trước là bọn Sư Lộc ăn bún bò cả nhà. Lần này mình sẽ quay là mình review món bún riêu đứng đầu danh sách. Đây cho cả nhà coi tủ đồ của cô nè, hấp dẫn. Có hai cái nồi nước lèo to lắm nha cả nhà, một nồi bún bò, nồi bún riêu. Còn một cái nồi nước lèo của cháo lòng nữa, cháo lòng với hủ tiếu mì nữa. Thì giờ mình sẽ vào quán đó mình tìm hiểu thêm thông tin về quán cả nhà ơi. Ok. Ồ. Dạ rồi, cảm ơn con. Hai bún bò. Đó, quán bán hai món luôn cả nhà ơi. Riêu bún bò. Tảng bự 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 không. Quá trời thịt luôn á. Rồi cô Yến ơi, cô bán đây được bao nhiêu năm rồi cô? À, cũng 10 năm hơn rồi em. Dạ, thì cô mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy cô? Cô bán từ 6 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm. 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Nhưng mà buổi sáng thì cô bán ngồi xích vô trong bàn cuối đó đó. Sáng cô đứng buổi sáng là cô bán ở trong kia. Nên nhà có đi tới đặt địa chỉ đây là bao nhiêu cô con quên mất. Hẻm 51. Dạ. C5 hẻm 51. Nhưng mà xe bún bò là nếu buổi sáng là xe nằm ở sau. Dạ. Sau xe bún bò này. Hẻm 51, đường này là đường đường Phạm chị, Hùng. Ăn giờ không chị? Bình Chánh đúng không? Ở đây là Bình Chánh đó cả nhà. Đúng rồi, Bình Chánh. Dạ. Canh ốc bún. Á. Ốc. Canh bún. Có mình một tô bún bò, bún riêu giá bao nhiêu cô? Bún riêu đầy đủ thì 40. 40 đầy đủ luôn hả? Đầy đủ luôn, ốc cua chả đầy đủ, giò. Ở đây có ai gọi bún riêu không cô? Có chứ. Dạ, ý là hiện tại nè, hiện tại. Hiện tại chưa. Chưa đúng không? Wow. Tính quay rồi một tô bún riêu cô bán như thế nào? Tí xíu nữa. Hồi nãy là có một anh lấy hủ tiếu nhưng mà chan nước bún bò. Lạ vậy? Bây giờ mình lấy cộng bún bò nhưng mình chan nước bún riêu đi. Thôi phải lấy bún bò mà chan cháo lòng luôn đi. Nên kết hợp gì kỳ vậy? Lát nữa nếu mà có ai ăn bún riêu mình sẽ quay cái tô bún riêu cô bán cho cả nhà coi. Rồi. Còn bây giờ thì cô làm giùm con nhé. Cái tô quen thuộc. Ủa thấy đợt có tô inox mà. Cái tô inox là hai người ăn luôn á. Tô đó là nó chứa sức chứa nó tới 5 kg luôn. Ăn bữa hổm ghiền, bữa nay lại ăn thêm tô bún bò nữa chứ gì, bún riêu nữa chứ gì. Bữa trước con thấy cô bán bún riêu nữa nhưng mà cô có tới hai món á, cho nên lần này mình quay làm bún riêu. Lấy 4 phần bún phải không? Lấy 4 phần bún như cô bình thường. Rồi rồi. Đó. 4 phần bún nè, 1 phần nè. Ra. Rồi. Chắc là cô sợ mình ăn không hết á. Dạ dạ. Cô nghe bên này Hùng ăn á, cô sợ không hết á. Rồi rồi, đây đó, 4 phần đó. Cô lấy cho con thêm 1 phần nữa đi cô. 5 phần luôn. Trời ơi, ăn dữ ha. 4 phần sẽ ăn hết rồi là ăn 5 phần luôn. Dạ. Đó. Ồ, vậy đó được rồi. Rồi. Còn đồ ăn cô lấy cho con 4 phần thập cẩm luôn. 4 phần luôn.
Okay. Em đang đói bụng mà. Đó, xin là 4 cây chả nha. À, 4 cây chả luôn. Đó. Coi cắt chả theo kiểu ngục tù á cô. Cầm bên hùng vào. Ngục tù ta giờ ta mới cắt chả 4 xung quanh nó bay bít bùng luôn nè đó. Đó. Bà chủ vui tính quá. Đó, bít bùng. Rồi, luôn. Tiếp theo là ốc rồi cô. Ốc ha, rồi 4 phần ốc luôn. 4 phần ốc nè cả nhà ơi. Đó, 4 phần ốc đó, 1 phần nè. 1 phần. 2 phần nè. Ôi mình mê ăn ốc lắm cả nhà. 3 phần nè. 4 phần nè ha. Dạ. Rồi. Rồi. 4 phần giò. 4 cái phần giò luôn ha. Dạ. Cô có cái giò hồng không cô? Đây giò đỏ. Giò đỏ đây, giò hồng đây, đẹp. Giò mà nấu bún riêu á cô. Giò mà mơ thì đóng bún riêu cô. Ồ. Nấu mơ mơ vậy thôi cô. Có lấy con móng nữa nha. Rồi có cái móng luôn. Hai. Có giò có móng luôn. Hai cái. Rồi ba đây có cái móng luôn đó. Rồi cái thứ tư trong cái nồi nữa, một cái nữa. Ừ đây đúng rồi, để lát cô vớt lên đúng rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ cô lấy theo mẫu. Ổ ổ cho con đúng rồi. Khoảng 300 gram luôn cô. Rồi 300 gram luôn. 300 gram luôn. Ok đó. Luôn đó. Rồi vô. Trời ơi nhìn cái cách mà cô phải sấn xuống cả nhà. Sấn rồi chứ sấn rồi. Thêm một miếng nữa đi cô. Thêm một miếng luôn. Con sẽ tính tiền là thêm luôn. Rồi rồi rồi. Đó. Rồi. Cái này tới 5 phần bún đúng không? Theo là rau. Đó, đây là rau thơm ha. Cô nhớ một cái giò trong nồi nữa nha. Rồi, đây là rau thơm. Rồi cho thêm một cái giò trong nồi cho em luôn. Đó, đây nè, giò trong nồi nè. Lấy giò phanh cho em luôn. Cái gắp. Quay quay nồi luôn nha. Rồi. Tại vì trong đây nhiều giò quá nên cô phải lấy. Ôi quá trời. Giò này còn dữ nữa nè. Giò này giò gối. Giò gối. Dạ. À, huyết nữa đúng không con? Còn huyết đậu hũ nữa. Thôi thôi được rồi. Ừ. Nhiều quá mày tôi đã xỉu luôn á. Rồi. Rồi. Cà đồ vô. Rồi cái má cũng đồ. Rồi. Đó. Cà cá gì vô. Đứng đây mà không khí nóng hổi luôn cả nhà, thêm một múa nữa đi con. Ừ rồi. Ok. Rồi đó. Rồi xuống luôn. A few minutes later. Trời ơi. Sao mà cái riêu nó lại bị chìm rồi đây, khoảng 200-300 gram riêu này cả nhà, quá trời luôn. Ôi, chả đó nè. Bốn cây chả đó. Rồi. Ừ đã chuẩn bị đồ nghề xong đã. Em thì chuẩn bị tinh thần rồi nhưng mà phải lên đầy đủ món. Rồi cả nhà, sẵn sàng chưa? Cùng mình xin một tô bún riêu khổng lồ. 3 2 1 bắt đầu. Mời cả nhà. Đảo lên cá con hùng. Trời ơi. 5 phần 4 nha. Quá trời ơi trời. Rồi dứt nha. Dứt nào. Ngon quá. Trời ơi, cái ốc, gì vậy? Ốc. Ốc huyết hả? Cái này á mình chấm vào mà cái này giống như là cầm bẫy á, nó cứ dính cái cục huyết vào giờ huyết ngập mùi mắm tôm rồi, phải nhúng bớt vào nước. Đâu rồi không ăn bún riêu vậy nhờ. Ăn một phát thì quá hớp rồi. Mùi ngò gai, mùi ngò gai khi mình cắn vào ăn với bún với mắm tôm thì đó đúng là cái mùi vị mà nhiều bạn sẽ phải nhớ đến. Đó, riêu nè. Không trước à. Ôi, mùi cua đồng. Riêu nãy anh hình như cũng có mấy cái con mấy con ruốc á. Nhưng mà cái màu của nó rất là giống màu của cua đồng nha cả nhà. Và mùi của cua đồng cũng nồng hơn. Hãy kiếm lấy nó đi. Kiếm lấy nó và chấm vào mắm tôm. Cho nó bơi trong mắm tôm đi nào Hùng ơi. Ăn không đã ngon rồi. Nhưng mà ăn chấm với mắm tôm thì sao? Ủa, cô đập cái gì vậy? Cô đập cái gì vậy? Cắn ghê. Nó dính mấy cái thịt đó cả nhà. Cô đập ra để cho rớt thịt ra ngoài. Đó, cái tô bún riêu này giống như là một cái kho báu tiền tàng. Kho báu gì? Kho báu tiền tàng. Tiền tàng hả? Anh lại nghe là kho báu triệt sản. Khám phá là món riêu bên đây. Khám phá là cái chả, khám phá là cái huyết, nhưng mà còn rất là nhiều món khác mình chưa khám phá tới là rau rồi tiềm tàng cả nhà. Nhắc tới rau thêm cho một cọng quế.
bún rèo. What the hell? Bún rèo quá. Với lại cái nước lèo ở đây cả nhà. Cái vị của nó. Tắt thầy đấy, rút ngắn thầy đấy. À. Bún lèo. Đúng rồi. Bún lèo ngọt lắm cả nhà. Nó không có quá mặn, không quá gắt. Trên khi mà mình ngon quá thành niên bị lèo lưỡi luôn. Ngon quá thành niên bị lèo lưỡi luôn. Có thể điều chỉnh cái đồ mặn của nó bằng cách là mình pha mắm tôm và nước mắm. À, ở đây có mắm me cho ai cần nữa nha. Chào bạn, chào con. Con có muốn lên sóng không? Có mấy tuổi rồi? Có bạn gái chưa? Chưa hả? Chú quay con à? Chú quay con là con sẽ có bạn gái á. Có phụ huynh ngồi ở đây phải gặp hỏi vậy. Chú như bà bị găng sao? Rồi, những con ốc mình chưa kịp ăn nó, nhưng mà nó đã nằm lẫn lộn ở trong những sợi bún anh. Và nó tính trốn em á. Đột kích vào. Nó tính trốn em nhưng mà quá trễ rồi. Nó nghĩ là em sẽ nuốt nó nhẹ nhàng như bún, nhưng không, em đã nhai nát nó một cách giòn rụp. Trong miệng nát nó ra. Quá đã. Chị cười rồi, chị đó, cười rồi. Rất còn giò thôi. Đó, đang tâm sự với những khách nè. Thằng nhỏ nó măng dữ thiệt. Ôi. Cái khoanh giò này nó đã được thấm với nước lèo anh Lộc ơi. Em rất là biết ơn người bỏ cái cục giò vào đúng không? Không có chi. Ủa mà nãy hình như chưa có móng hả? Có móng chưa? Đúng rồi. Hùng ơi. Quán này công nhận càng về đêm càng đông. Cái lượng mà xe cộ qua lại cả nhà cực kỳ đông luôn. Chứng tỏ quán rất là hấp dẫn đó cả nhà. Đó. Kế bên thì các bạn thấy có tí đồng nè, có mấy cái đồng hồ nè. Đó. Cả nhà ăn xong á, muốn vô lựa những món món quà để chơi năm mới á, ghé vào tí đồng. Vâng. Anh Lộc mua đồng hồ trong tí đồng bao giờ chưa? Chưa. Anh thì thường anh vô tí đồng chỉ là để mua cạc á. Mua cạc điện thoại mà giờ cũng đóng qua bên thẻ ngân hàng. Có thể lọc vào mua là một mà ngắm là 10 á. Ngắm là gì? Ngắm mấy em á. Không, ngắm cái mấy em điện thoại á hả? Mấy em nhân viên á. Trời ơi, là như thiếu thốn luôn, phải vô tới di động mới ngắm. Muốn thì anh mời một em ở thế giới di động điện máy xanh đi quay luôn á. Cái này có hóng không? Mặc đồ điện máy xanh quay luôn. Ví dụ như em ăn mà hoàn thành hết một cách ngon lành thì không sao. Nhưng mà lỡ em hoài ở trên màn hình đó thì ảnh hưởng đến thương hiệu của người ta. Chưa gì tiêu cực rồi. Tại vì em nghĩ đến những chuyện quá khứ chuyện cũ mình bỏ qua qua. Ôi thanh niên lâu lắm em muốn đi có vẻ cho thanh niên máu quá cả nhà ơi. Bào rất là nhanh luôn. Ngon quá rồi. Chả lá đây á cũng ngon lắm anh Lộc. Ok. Có cảm giác nó mặn thôi nhưng chả lá chỗ khác. Anh Lộc, anh sẽ mời anh một nhát rêu để anh cảm nhận. Ok, ok. Mời. Rồi, anh ăn cái rêu ở đây, anh sẽ không hối hận đâu. Anh sẽ ghi nhớ cả đời. Ủa? Ủa? Có ốc nữa hả? Có ốc nữa. Có ốc nữa. Rồi đúng không? Có cái vị cua đồng không? Vị cua là một, vị ốc là hai. Và xen kẽ đó thì có những cái kiểu giống như là sát ruốt vậy, làm cho cái lưỡi của mình nó tê tê tê. Mình phải lấy lại cái sức mạnh cho lưỡi của mình bằng món ăn của mình liên tưởng tới hương vị đồng quê gió nồng. Là em chỉ muốn đi về quê thôi Lộc ơi. Mới lên mà lại muốn về quê hơn. Đúng rồi. Đúng là một người con yêu quê hương. Không đâu bằng nhà mình vào những ngày này mà anh Lộc. Anh thì lại muốn Vinh Hùng khoan hãy về quê để cùng gửi gắm đến cả nhà những cái không khí Tết cũng như là những cái màu sắc của năm mới để chúng ta từ mọi miền đất nước cũng như là ở ngoài nước có thể cảm nhận được mùa xuân này về trên quê ta. Khắp đất trời biển sông bao la, cây xanh tươi ra lá chỗ hoa. Tiếp. Chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quân vinh. Gì nữa? Đó hát lên bất kỳ đồng. Sao nào?
không biết cái độ giòn của con ốc nó còn quyến rũ em cho tới bao giờ nữa, tại vì cứ mỗi lần em ăn lên có dính ốc trong là nó giòn giòn sực sực rất là đặc ngon. Biệt ốc ở đây không bị bự quá cũng không bị nhỏ quá, nó vừa cái kết cấu hàm của mình đó cả nhà, cắn vào một cái là kiểu như cái hàm nó đã lắm. Rồi đã vậy còn thêm cái riêu cua nữa cũng nhiều quá nha. Đâu rồi riêu với ốc nè, trời ơi giống như là chốn mà chốn nhưng mà em còn có những viện binh nè, viện binh móng nè, viện binh xương nè, giật hết sẽ chiến hết. Rất cảm ơn. Cái này chắc là nằm cũng gần gần cái chân luôn à Lộc ha, gần cái móng luôn à. Tiếc là cái món này không có gân, còn là có gân thì bên Hùng sẽ được nếm trải cảm giác của anh cũng bò à. Đây nha, nhìn nha. Emotional damage. Chị ơi, em thấy cái tủy của nó chua tọt vô miệng em luôn. Chà quét nó luôn. Rồi. Giòn mát quá. Thanh niên này kiểu như nếu mà nó chơi số dè mà nó tiến tới cả là văng thẳng vô camera luôn đó nha. Kiểu như lấy đà đó cả nhà. Không mà cái mình thở ra, mình tính thở ra mình lấy đà tiếp ai dập cuộc đó luôn. Lùi một bước để tiến ba bước. Đó kiểu như ống kính nó phọt một cái trắng bóc. Mình sẽ né ra. Né camera ra. Em sẽ bắn thẳng vô trong cái kiến của các bạn thấy động. Ủa em tưởng né camera cái anh hãy miệng ra. Ôi cái này. Hùng ơi. Rồi, dạ. Em có thể quay cho khán giả coi để có những cái thước phim hay á, camera đã phải cống hiến như thế nào không? Hùng kiếm ra bánh xe hả? Đây cả nhà ơi, ngồi giờ này cả nhà. Anh đi kiếm ra bánh xe ngồi luôn nè. Ôi trời ơi. Cái bánh xe là cái chỗ cắm cây dù á. Tại vì phải cắm cây dù. Vì ta chỉ thấy mây mù. Tại vì ngồi xa mới thấy được hết được cái view của cả nhà. Quá cống hiến. Em mời nữa thôi. Hồi nãy cái view mà lúc mà chuẩn bị đổi máy chụp hình á, chuẩn bị đổi để quay camera đó không? Cái view nó đúng đẹp. Em về mới edit em sẽ thấy. Để ở đâu? Cái view lướt qua. Wow anh Lộc ơi, những cái viên riêu nó đã muốn hòa cùng với nước rồi cả nhà ơi. Nó phải có thêm những cái cọng này vào. Nè có nè. Để cho nó kéo những viên riêu lên. Nhưng mà giống ở đây như, có rồi á. Giống như những cái sợi dây để cứu hộ vậy đó. Nhưng mà nếu em cảm giác sợi dây đó quá mềm yếu, em có thể lấy một cái dĩa này để đan thành một cái sợi dây bự. Sợi dây khổng lồ để đan từ cổ họng em xuống bao tử em. Nhìn ghê quá. Anh đi hùng đan quá đà xuống tới. Cứu hộ á hả? Lôi hết những tù binh ở bên trong ra cả nhà. Giải cứu. Trời ơi chả nè cả nhà. Em mới ăn có một cây à. Hồi ốc nè. Wow. Ngon quá Phan Hùng ơi. Ốc nó càng to, thịt nó càng giòn, càng cắt. Mà em có để ý không, ở ngoài cái tủ đồ của cô á Hùng có một cái rất là lôi cuốn. Sụng, toàn sụng á. Sụng là đang ăn bún bò, cái này để ăn với bún riêu cũng được nữa. Do chả quế, hợp với cả nhà. Cô cắt khoanh á. Nhưng mà để ý là có nguyên một cây chả quế đang nằm lăn lóc ở trong cái tủ đó. Bên Hùng có muốn cứu nó vào bao tử mình không? Cứu nữa chứ. Nó vào đây là thằng tù binh đó. Mà kiểu người giam giữ á cũng không muốn giữ làm gì nữa nha. Kiểu thằng đó là mafia rồi thôi. Cho nó ngoài vòng pháp luật đi. Đúng rồi. Giam cầm mất công. Mấy thằng này vào nhiều khi nó lôi kéo. Vừa nó phá tù. Lôi kéo này. Lôi kéo thêm những đồng bọn khác ra. Nguy hiểm lắm. Lâu lắm rồi anh em mình mới ăn cái món bún riêu vào buổi tối Hùng ha. Yeah. Cảm giác nó thường là bún riêu mình ăn vào buổi trưa hoặc là buổi chiều. Nhưng mà hôm nay mình ăn vào buổi tối, cảm giác nó vừa khiến cho bao tử mình nó rất là cồn cào. Và cái thứ hai là cảm giác ăn ở đây thì giới thiệu cho cả nhà được một quán bún riêu bán vào ban đêm, mình rất là vui. Quán này ngoài bún riêu ra còn nhiều món khác lắm. Ví dụ như một cặp nào đó, người nam coi clip mà muốn ăn bún riêu, nhưng người nữ
là mê bún bò thì có thể đến đây luôn. Không phải cãi vã nhau mà nay người đó ăn, nhưng sẽ có một mối hòa hợp, đó là gì? Ngồi cùng ngồi chung một cái bàn, cùng ăn tại một quán. Nhưng ăn hai món mà hai người yêu thích. Đúng rồi. Và mình có thể san sẻ cho nhau những miếng chả, san sẻ cho nhau những cục riêu, những miếng gân bò. Ồ, nếu mình ăn vẫn chưa đã, mình có thể lấy cái tô cho Vinny Hùng, hai người cùng ăn chung. Hoặc là gọi tôi cháo lưỡi. Ấy rồi, cháo lòng. Cháo lòng. Nhắc tới cháo lưỡi lại thèm. Có bạn nào ăn cháo lưỡi chung với mình không? Ăn cháo lưỡi mà ăn chung hả? Gì? Là lấy một tô cháo lưỡi ra rồi hai người ăn chung đúng không? Cháo lưỡi bự, làm một tô bự nè, rất là chén, hai người ăn. Cảm giác hương vị của cháo lưỡi hay ấy. Vinh Hùng nói tới đó mình lại nhớ tới bài thu cuối quá. Thu cuối? Đã từ rất lâu rồi. Thu cuối đồng ngược lại là cái gì? Blackbee với lại Just cái gì? Cái gì? Mr. T cũng Mr. T. Đầu óc cũng ấy lắm á. Với lại anh biết những cái từ đầu của nó không? Nó sẽ ghép lại á, là ra một cái câu có ý nghĩa nha. Cái đoạn rap đúng không? Cái đoạn rap đúng không? À, đến và đi như những gì đã sắp đặt. Giờ sắp tới mùa đông rồi, qua mùa đông rồi hát mà mùa thu nữa. Để hát về mùa đông anh đi. Anh muốn mày thúi nữa. Hát về mùa đông đi nào. Mùa đông hả? Mùa đông về trên thung lũng xa, như một tiếng kinh cầu. Cầu mong cho Hùng ăn mau một tô bún lớn. Chúng đi, chúng đi. Hay hơi nếu mộng đẹp có thể thôi, xin hãy giữ lại một chiếc móng thôi. Còn mấy lượt á. Phải thử. Trong dịp tiếp đến xuân về thì nhiều cái điều mới mẻ, cũng như là nhiều cái anh em mình muốn lan truyền niềm vui tới cả nhà. Thì sắp đến đây mình cũng sẽ có những cái chuyến từ thiện, những cái chuyến mà đi phát quà cho những người vô gia cư, những người cơ nhỏ cả nhà. Các bạn có thể kéo qua kênh Vinny Hùng Vlog để cùng đồng hành cùng những chuyến đó, hành trình đó của anh em mình. Tuy là trao những phần quà nhỏ nhỏ, nhưng nó là gửi gắm những cái yêu thương cũng như là cái tình đồng bào từ những người con phương xa của đất nước Việt Nam, luôn hướng về nguồn cội của mình. Các anh chị Mạnh Thường Quân hãy chờ clip đó lên nha. Tuy các anh chị ở ngoài nước, nhưng cũng không quên nhắc đến những anh chị ở trong nước nữa. Nói chung là tích tiểu thành đại, Hùng ơi. Góp gió thành bão. Và mình sẽ là một cái ống hút, mình sẽ là một cái quạt vậy, điều hướng những cái nguồn gió đó tới những cái người cần. Ok. Wow, cái móng này nó béo quá nha. Tuy là nó nhiều xương á, nhưng mà không đơn giản. Quá trời gần luôn. Wow. Quá giỏi rồi. Cô ơi, nước mặn quá. Nước cuối mặn quá. Nước cuối mặn quá thì chiên hết trơn, không còn miếng nào. Cô có thể châm thêm nước mới để cho nó đỡ mặn không? Thôi được rồi. Thôi được rồi, coi. Trời, nó cuối mặn mà hết trơn luôn rồi. Mà ráng á cô, tại vì nó bún riêu cô nấu ngon quá nên tụi con phải ráng hút tới giọt nước cuối cùng. Bởi vậy. Mới đầu cô nghĩ anh Lộc ăn đúng không? Nghĩ là anh Lộc ăn chứ. Cô có nghĩ con ăn hết không? Không nghĩ. Mà đâu 4 phần mà chảy thêm phần nữa là 5 phần không biết nữa. Kỷ lục cho cô, kỷ lục quán cho cô. Trời ơi. Ăn mới có 4 phần thôi. Thua đây. Trời ơi. Bữa nào con phải quay lại con phá kỷ lục của Hùng thôi. Lúc đó chắc con không dám quay lại nữa. Quá rồi. Dễ gầy gầy hả? Gầy mà ăn rất là dữ. Rồi, chiến nào con đã động viên rồi. Phải chiến máu lên nào. Nước. Hay lắm em ơi. Cả nhà ơi, cả nhà có để ý không? Những cái clip trong dịp Tết đó, cũng như là cận Tết thì anh em mình có cái lượt view nó cũng bị tương tác, nó bị bóp lại á cả nhà. Nên cách để cho cả nhà giúp cho anh em mình có thể tăng là cái độ tương tác, đó là cả nhà hãy comment chữ. Cả nhà đừng có comment những cái ký hiệu thì YouTube nó sẽ tính là một lượt spam á. Và cả nhà chia sẻ những cái bài này ra lên Facebook và lên Zalo này kia đó, gửi tới bạn bè thì nó sẽ tăng cái tính tương tác của
cái clip trong dịp Tết của anh em mình và YouTube sẽ đề xuất trở lại. Đúng rồi, gọi là một cái lì xì của cả nhà để dành tặng cho anh em mình á. Sáng nay cả nhà hay cùng hát với mình vô bài hát thường ngày, đó chính là cả nhà ta cùng thương yêu nhau sợ là súp rồi cũng súp ở đây súp súp nào thôi hết cái rồi, Lộc ơi hết cái rồi. Đây chú chưa cho lên clip nè. Đây đây. Con có coi clip của chú không? Có luôn hả? Con có muốn ăn tô bự vậy không? Sợ. Dạ dạ. Là clip này lên là kêu mẹ bật sẽ thấy hình con á. Không. Hay quá. Không thể nào phù lòng cả nhà hâm mộ được. Hay quá em ơi. Nếu mà những ai vẫn còn coi clip tới giờ phút này, các bạn đang coi clip hoặc là các bạn đang làm một công việc nào đó nhưng mà nghe được giọng của mình lúc này, cả nhà hãy cùng với mình hãy cầm máy lên và bình luận Phan Đi Hùng cố lên nha. Mình hy vọng thấy thật là nhiều chữ Phan Đi Hùng cố lên và mình biết là các bạn đã xem tới giờ phút đó rồi. Ok, nhưng mà câu đó thấy nó bình thường hả? Bình dân quá chứ sao, mùa Tết mà phải có câu gì đó cho nó phong cách Tết. Phan Đi Hùng cố lên để về nhà đánh bài. Đó luôn cả nhà ơi, nào quá, cố lên nào. Rất là cống hiến, khúc cuối rất là mặn á cả nhà, nhưng mà anh em mình vẫn cố gắng để húp hết nước để có một cái clip hấp dẫn cho cả nhà xem. Thì cả nhà còn chờ gì nữa, ngay giây phút này đây hãy kéo đến ủng hộ cho anh em mình nào. Dạ dạ anh nha. Ok anh em coi mấy anh hoài à. Dạ rồi, cái gì mà đợi clip này lên nha anh. Dạ có coi clip trước anh ở đây rồi. Ủng bò. Dạ. Dạ em muốn rêu, đợi cô hết hết nước luôn à cô anh ơi. Dạ bắt đầu thêm to nữa phải không? Không có, ý là cho cô coi con hút hết nước, không bỏ cái gì luôn. Dạ. Anh em con làm cho thêm to nữa đi. A few moments later. Lại thêm một thử thách mà mình vượt qua, đó là thử thách bún rêu với một phần rêu khoảng 300g và vẫn như mọi khi không hiểu sao anh em mình đã có thể hoàn thành được cái tô đó hả cả nhà. Cái tô lớn bây giờ mình khi mình nghĩ lại mình thấy nó quá là vĩ đại, nó nhiều quá, chắc cũng một phần do mình no quá rồi. Wow, quán này là ngoài bún riêu ra còn có bún bò rồi có các món cháo lòng, hủ tiếu, còn các loại topping thì rất là đa dạng nha cả nhà. Có thể ăn món nào thì cả nhà đến và lựa món đó. Mình hôm nay mình ăn bún riêu tại vì mình thấy quán có món ốc mà món riêu nhìn cái màu á cũng mình cũng có liên tưởng tới cua đồng rồi cả nhà, nhưng mà đúng là như vậy thật, ăn vào có mùi cua đồng. Em thấy cái giò trong cái nồi á, có mấy thanh giò bự ghê ha. Ừ. Mấy giò ngoài thì của cô thì mình thấy nó cũng nhỏ, nhưng mà mấy cái giò trong nồi ăn to mà chất luôn, nóng hổi luôn. Thật ra mấy cái giò ngoài cũng từ trong nồi mà lấy ra thôi, nhưng mà cả nhà muốn ăn nóng thì tôi đã nói cô sẽ lấy nóng luôn cho mình. Còn về cái chất lượng món ăn thì họ phải chê rồi. Cả nhà có thể nhìn thấy không gian quán bán với cái lượng khách như vậy thì cũng biết được ha. Có thể mình tự nhận xét và đánh giá được. Khi mà ăn cái tô bún riêu này kết hợp với lại cái nước mắm tôm để chấm với cả nhà, nói là quá xuất sắc. Bún riêu phải ăn với mắm tôm, bên cạnh đó là các loại rau và topping khi mình ăn kèm với sợi bún và nước lèo tạo cho mình một cái mùi vị đậm chất bún riêu. Quán này sẽ bán cho tới ngày 28 Tết là nghỉ và tới mùng 6 bán lại cả nhà. Thì clip này mình quay thì mình quay trước Tết, mình không biết là mình sẽ đăng trước hay là đăng sau Tết đó cả nhà, cho nên cả nhà có thể coi lịch để mình sắp xếp mình đi nha. Thì anh em mình có các fanpage trên Facebook với nhiều người yêu mến như là muốn cập nhật các sự kiện mini game event, hãy like và cho fanpage ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký luôn cho kênh Phan Đi Hùng Vlog và kênh YouTube Võ Sư Lộc. Đừng quên TikTok của anh em mình là Phan Đi Hùng 116 và Võ Sư Lộc, và hai cái TikTok tóc ngắn là Phan Đi Hùng Võ Sư Lộc, Võ Sư Lộc Phan Đi Hùng. Trong thời gian sắp tới như các bạn có bất cứ thách nào hãy để lại bình luận comment và xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho cả nhà cùng thích nha. Ok, xin chào các bạn.